Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Huyện Núi Thành phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nhân dân Huyện Núi Thành khóa 12 tổ chức kỳ họp lần thứ 13. Đại hội đại biểu Hội tù yêu nước Huyện Núi Thành lần thứ 7. Phóng sự Núi Thành tiếp tục kêu gọi chia sẻ mất mát với gia đình ngư dân bị nạn. Hội đồng Nhân dân Huyện Núi Thành khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 13 nhằm xem xét quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thực hiện đầu tư năm 2023 đến 2025 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Tại kỳ họp, sau khi xem xét các tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân huyện Núi Thành đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án cải tạo cảnh quan đầu cầu Thâm Giang phía thị trấn Núi Thành. Với kinh phí từ ngân sách huyện là 23 tỷ đồng, thống nhất về việc điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền số từ chi đầu tư sang chi thường xuyên. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân huyện cũng quyết định chủ trương đầu tư dự án trụ sở công an xã Tâm Hải với tổng kinh phí hơn 5,7 tỷ đồng và trụ sở công an xã Tâm Xuân 2 với tổng kinh phí 5,9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hai dự án 2023-2025. Cũng tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân huyện Núi Thành thông qua thủ tục miễn nhiệm chức danh trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12 đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh, do ông này đi nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời bảo ông Quỳnh Văn Côi giữ chức danh trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội tù yêu nước Huyện Núi Thành vừa tổ chức đại hội đại biểu Hội tù yêu nước Huyện Núi Thành lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Có 71 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 400 cán bộ hội viên Hội tù yêu nước Huyện Núi Thành dự đại hội. 5 năm qua, Hội tù yêu nước Huyện Núi Thành triển khai thực hiện tốt các hoạt động của hội. Có 100% hội viên được hưởng chế độ ưu đãi tù đầy, 100% hội viên được tặng kỷ niệm chương tù đầy. Có 27 hội viên được hưởng chế độ chất độc da cam dioxin. Có 1 hội viên được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Có 23 hội viên được phong tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng. Trong đó có 2 mẹ còn sống. Cán bộ hội viên Hội tù yêu nước Huyện Núi Thành tham gia tốt công tác công ích, đóng góp xã hội, góp 457 ngày công lao động, 85 triệu đồng và 2.520 mét vuông đất để xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh. Đại hội bầu ban chấp hành mới và thông qua nghị quyết với sự thống nhất cao. Vừa qua, đoàn công tác của tỉnh đã đến khảo sát, kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao tại xã Tâm Giang và Tâm Mỹ Đông, Huyện Núi Thành. Tâm Giang đã đạt xã chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. Đến nay, qua thẩm tra của Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành, xã Tâm Giang cơ bản đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tâm Mỹ Đông đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Đến nay, qua thẩm tra của Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành, Tâm Mỹ Đông cơ bản đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của tỉnh tiến hành khảo sát thực tế, thẩm định, xem xét từng tiêu chí qua hồ sơ, sổ sách và đi kiểm tra thực địa các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Tâm Giang và Tâm Mỹ Đông. Trên cơ sở khảo sát thực tế và thẩm định, đoàn công tác của tỉnh sẽ rà soát, xem xét và có đề xuất ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công nhận hai xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Năm nay, Núi Thành có 3 xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao là Tâm Giang, Tâm Mỹ Đông và Tâm Anh Nam. Hội đồng Nhân dân xã Tâm Quang, Huyện Núi Thành vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 7, kỳ họp chuyên đề, nhằm bầu bổ sung một số chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã, Bí thư Huyện ủy Núi Thành Nguyễn Tri Ấn đến dự. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã Tâm Quang, thực hiện các quy trình cho thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã đối với ông Phan Vĩnh Tiến để bố trí nhiệm vụ công tác khác, đồng thời bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tâm Quang nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả với sự thống nhất cao, kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng Nhân dân xã Tâm Quang khóa 13 đã bầu bà Dương Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tâm Quang nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời bầu ông Phan Vĩnh Tiến giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tâm Quang khóa 13 nhiệm kỳ 2021-2026.
Trung tâm Chính trị huyện Núi Thành vừa tổ chức bé dạng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng khóa 2 năm 2023. Có 64 học viên đến từ 19 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện tham gia. Trong thời gian 5 ngày, học viên được học tập, nghiên cứu 5 chuyên đề gồm cái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại buổi lễ bế giảng, 64 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị. Đây là cơ sở để các học viên có điều kiện đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sáng ngày 2 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thị trấn Núi Thành tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng viết tin bài cho cán bộ khối phố và cộng tác viên đài truyền thanh cơ sở thị trấn. Về dự có ông Bùi Quốc Biểu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Núi Thành, bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban dân, bà Đặng Thị Tường Vân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Núi Thành, ông Nguyễn Văn Phiên, báo cáo viên hội nghị cùng 30 đồng chí là cộng tác viên, cán bộ khối phố. Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phiên, tổ trưởng tổ phóng viên Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Huỳnh huyện đã truyền đạt kỹ năng, phương pháp viết tin bài, khai thác hiệu quả tài liệu, dữ liệu tác nghiệp cho đội ngũ cán bộ phụ trách thông tin, truyền thanh, cộng tác viên cơ sở. Cuối buổi tập huấn, học viên thực hành viết tin tại chỗ. Qua đánh giá, hầu hết học viên đã cơ bản nắm được nội dung kỹ năng viết tin bài cho đài truyền thanh thị trấn và cổng thông tin điện tử địa phương. Tại sân vận động huyện Núi Thành, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện Núi Thành phối hợp với Hội đồng Hương Núi Thành tại thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức giải bóng đá nam over 35 cộng vô địch huyện Núi Thành năm 2023, tranh cúp Bình Khải chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Núi Thành, 3 tháng 12 năm 1983, 3 tháng 12 năm 2023 và các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Có 8 đội bóng đá nam over 35 cộng được chọn từ các xã Tam Giang, Tam Nghĩa, Tam Hòa, Tam Hiệp, Tam Quang, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam và thị trấn Núi Thành tham gia giải. Giải diễn ra trong 16 ngày với nhiều trận bóng hay, pha bóng hấp dẫn. Kết quả giải, ban tổ chức trao giải nhất cờ cúp Bình Khải cho đội bóng đá nam over 35 cộng xã Tam Anh Nam. Giải nhì cờ cho đội bóng đá nam over 35 cộng xã Tam Quang và giải ba thuộc về đội bóng đá nam over 35 cộng xã Tam Nghĩa và thị trấn Núi Thành. Ngoài ra ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng khác cho các cầu thủ, các đội đạt thành tích cao của giải. Giải là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Núi Thành, ngày 3 tháng 12 năm 1983, 3 tháng 12 năm 2023 và các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngày qua các cấp các ngành mặt trận, đoàn thể xã hội ở huyện Núi Thành tiếp tục động viên chia sẻ mất mát đối với các gia đình ngư dân bị nạn trên hai con tàu định mệnh mang số hiệu QNA90927TS và QNA90129TS của xã Tam Giang. Tại chi đội kiểm ngư số 3, thôn Đông Xuân, xã Tam Giang, vừa qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, huyện Núi Thành và ngàn người dân đến đón 81 ngư dân bị nạn từ biển khơi trở về. Những người có mặt đã lặng buồn chứng kiến hai thi thể ngư dân được chuyển xuống từ tàu để đưa về nơi an nghỉ ở quê nhà. Huyện Núi Thành hiện còn 13 ngư dân mất tích trên biển chưa tìm thấy được. Nỗi đau quá lớn đối với những gia đình ngư dân bất hạnh. Nhằm chia sẻ bớt nỗi đau, mất mát, động viên an ủi những gia đình có người thân bị nạn, nhiều ngày qua, chính quyền, mặt trận, đoàn thể địa phương và các cấp, các ngành từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã có nhiều hoạt động thiết thực, thăm hỏi, động viên, tặng quà, vân vân. Sẽ chia cùng những ngư dân bị nạn và những gia đình có người thân bị nạn chưa tìm thấy được. Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến tận xã Tam Giang để trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn trên biển thuộc hai tàu cá QNA90927TS và QNA90129TS tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành. Tại đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tổng cộng 93 xuất quà với tổng số tiền 111 triệu đồng. Trong đó, trao cho 78 trường hợp ngư dân bị nạn trở về, 13 thân nhân của ngư dân đang mất tích trên biển, mỗi trường hợp 1 triệu đồng và hai gia đình có ngư dân bị tử vong, mỗi trường hợp 10 triệu đồng. Những phần quà đầy tình nghĩa đã góp phần động viên,
các gia đình ngư dân bị nạn cùng với địa phương chia sẻ những đau thương mất mát to lớn này. Đối với cái sự cố hai tàu này thì đến nay thì cũng đã xác định được là hai lao động mất và 13 lao động mất tích. Công tác tìm kiếm thì đến ngày 22 tháng 10 sẽ kết thúc. Thì đối với các ngư dân còn lại thì địa phương đã kêu gọi hỗ trợ các tổ nguồn lực tạo một phần điều kiện để ngư dân ổn định lại cái cuộc sống cũng như là ổn định tinh thần. Bên cạnh đó thì đối với địa phương thì cũng kiến nghị các cơ quan từ trung ương đến tỉnh huyện, các nhà mạnh thường quân có cái hỗ trợ cho cái hai chủ phương tiện cũng như là cho các ngư dân lao động để rồi khắc phục đối với cái tai nạn vừa qua, ổn định tiếp tục hoạt động biển. Tại xã Tâm Quang, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tâm Quang tổ chức gặp mặt và tặng quà cho ngư dân bị nạn trên biển trở về và các gia đình có ngư dân bị tử vong mất tích trên hai tàu cá QNA 90927TS và QNA 90129TS. Tại buổi gặp mặt, xã Tâm Quang đã trao 43 xuất quà của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 43 xuất quà, mỗi xuất quà 500.000 đồng của Ủy ban nhân dân xã cho 43 ngư dân bị nạn trở về và gia đình ngư dân có người thân bị tử vong mất tích. Hải đoàn 2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 516 cũng trao nhiều phần quà cho ngư dân bị nạn. Cá nhân ông Lê Tấn Đông, thôn Xuân Trung, xã Tâm Quang, chủ doanh nghiệp sắt thép Chu Lai tặng 45 triệu đồng cho các gia đình có ngư dân tử vong và mất tích. Hội chữ thập đỏ xã Tâm Quang cũng đã vận động hỗ trợ nhiều phần quà cho ngư dân. Số bà con của Tâm Quang chúng tôi bị thiệt hại rất lớn, trong đó có bảy mất tích. Và chính vì cái thiệt hại quá lớn như vậy thì trong những ngày qua nghiệp đoàn nghề cá chúng tôi cũng làm hết sức mình đến gặp gỡ từng đoàn viên và bà con ngư dân để chia sẻ, động viên tiếp tục là cũng có mặt tinh thần và tiếp tục trong những năm đến vươn khơi bám biển. Đứng về lĩnh vực nghiệp đoàn thì chúng tôi tiếp tục là dành khoản kinh phí từ nguồn đóng góp của đoàn viên tiếp tục thăm hỏi và chia sẻ cho bà con ngư dân. Với tình cảm ấy thì với đạo lý của những người Việt Nam, trong những cơn hoạn nạn chúng ta mới thấy tình người, thì tôi cũng thành thật kêu gọi các bà con sống xa quê hương cũng như ở trong địa phương, các mạnh thường quân nên quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con chúng ta vươn khơi bám biển, một phần là hoàn thành chỉ tiêu kinh tế của xã chúng ta, và cũng thể nói rằng đây là những ngư dân, những con tàu cột mốc sống và những chiến sĩ bảo vệ trên vùng biển Việt Nam chúng ta. Vụ hai tàu cá bị chìm ngoài biển khơi, hiện còn 13 ngư dân núi Thành bị mất tích. Hai ngư dân tử vong đã được tàu hải quân đưa vào bờ. Nỗi đau mất mát quá lớn đối với những gia đình ngư dân bất hạnh. Hiện tại, các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể ở huyện núi Thành tiếp tục động viên, chia sẻ nỗi đau với những gia đình có ngư dân bị nạn. Đồng thời địa phương cũng mong các cấp, các ngành ở trung ương, tỉnh và toàn xã hội quan tâm, hỗ trợ động viên ngư dân không may gặp nạn, giúp họ sớm ổn định trong cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình huyện núi Thành phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.